<laughs> Nami à, tha cho tôi đi mà, tôi biết lỗi rồi. Ok tôi tha, để tôi thả xích cho cậu nha. Thì khá, Nami này tốt bụng vậy ta. Có cái con khỉ khô á, mày nè, mày chết nè. Tiểu thư Nami à, cô bình tĩnh đi. Dù sao cậu ấy cũng là thuyền trưởng mà, mọi người đều ổn cả, nên như đó chắc là đủ rồi. Đừng có mà dễ dãi với cậu ấy quá, Jinbe <laughs> Mà Màu, 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 màu của Haki Bá Vương ư Dừng lại đi mà ông chủ Đừng đến gần Nami Khi cô ấy đang tức giận Ê, Nami Có cái gì đó từ trên trời rơi xuống kìa Đừng có hòng mà lừa được tôi Biểu cảm của các thành viên trong băng mũ rơm Khi thấy tiền duy nã đã... Chopper nghìn berry Đây rồi Để xem nó có tăng không nào Hả Đúng là nó có tăng Nhưng mà Từ 100 lên 1 nghìn là tăng dự trữ Rốt cuộc thì trong cái băng này tôi có cái vai trò gì cơ chứ? Còn không rồi. bằng một cái giả rách nữa. Làm đồ ăn dự trữ chứ còn gì nữa. Hả? Thôi mà Luffy, đừng trêu bạn nữa. Cậu ấy là thú cưng của băng mà. Hả? Ư thèm mở lại cái băng này nữa. Tôi nhảy xuống biển chết đi cho rồi. bê mau vớt cục thịt dự trữ lên nào. Rõ. Nami 366 triệu berry. Hả? Tên chi nã của mình đã lên đến hơn 100 triệu berry rồi ư Ước gì mình có số tiền đó Mình sẽ mua 10 anh da đen Để phục vụ mình tối ngày à, 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 Quên Mình sẽ mua giấy Về vẽ bản đồ chứ Cái đồ Nami tả răm Không có nha Nói nữa Tôi cho cậu trong cái chuồng chó hết ngày luôn á Brook 383 triệu berry Yo -ho. Cảm ơn nhé, tiền trí đã cao đấy Nhưng mà thứ ta quan tâm chỉ là quần nhỏ của phụ nữ mà thôi Yo. <laughs> Ranky 394 triệu berry Cái quái gì thế này ừ? Ảnh của tôi ở đâu Tôi ở đâu Tôi là người máy Thợ đóng tàu của băng Chứ có phải là cả con tàu đâu đúng, Mà đúng. in cái Thousand Sunny này vào Thằng nào làm ra cái tờ poster này đây Ê, Bước cái đây coi shop 500 triệu berry <laughs> từ từ thôi nào lật từ từ thôi lật từ từ thôi à, đủ rồi đó tôi không muốn tăng nữa đâu không muốn tăng thì chia tôi ít đi chia được thì cũng chia rồi tiền mà càng tăng thì tôi lại càng được chú ý lại càng bị hải quân săn đổi nhiều hơn đi chứ có gì đâu đúng là kẻ ăn không hết mà người lần chẳng ra mà <laughs> không chịu đâu phải tăng lên chứ tiền gì đã phải tăng lên cơ Robin 930 triệu berry Chopper, bơ kẹo bông gòn của cậu đây hãy vui lên đi nha đúng là chỉ có Robin là người thương tôi nhất thôi Ủa rồi ai vừa vớt cậu lên đó ừ, ừ ha <laughs> cả ông nữa Jinbe Sanji 1 tỷ 032 triệu berry <laughs> tiền chi nã của mình đã tăng lên rất nhiều rồi như này mà đi cua gái thì auto đổ à à lộn như này chắc là ông già ở nhà tự hào lắm đây vinh dự họ nhận ra tôi với tư cách là thành viên của băng ngũ dơm hả tất nhiên rồi ông đã gây xôn xao dư luận như vậy mà cái cái vùng que như vậy Jinbe, b một tỷ một trăm triệu berry Zoroa roro một tỷ một trăm mười một triệu berry Tại sao tôi lại thấp hơn hắn chứ? Cậu ổn chứ? Cậu Sam gì? Phải rồi Jin B. Cả ông cũng cao hơn tôi nữa. Ngày nào cũng nấu ăn, hầu hạ cả băng. Như là vậy nữa, chả ai hay, hay. Ông mới vô băng có mấy ngày à? Mà tiền Jin A đã cao hơn tôi rồi. Vô lý ai hò? Đừng lo Jin B. Về cái kẻ đứng thứ tư này. <laughs> Người gọi ai là kẻ thứ tư hả? Đừng có mà lằng nhằng. Thứ hai để chém cho bay cẳng bây giờ. Im đi đầu rêu. Ôi ôi, bình tĩnh nào các cậu Luffy, thiên trưởng băng mũ rơm Ba tỷ berry Các cậu à, tôi đói bụng quá Thả tôi ra đi mà Thả tôi ra